Bảo Ni ơi, kia có tảng đá dưới lòng suối kìa, đến đây chụp hình đi em. Trời ơi, chị Tâm đang mời gọi Bảo Ni xuống chụp hình ở dưới đây. Cái phong cảnh nó rất là hữu tình. Những cái đá nó nằm ngay ở dưới cái dòng suối luôn. Bảo Ni phải lội qua những cái hòn đá này để đứng lên cái hòn đá lớn nhất để mình chụp lấy một tấm hình làm kỷ niệm. Và đây nhé, cảnh ở đây vào buổi sáng, biết sớm vào buổi sáng thì trời vẫn còn se lạnh về đúng cái không khí của mùa thu. Và Bảo Ni phải chạm tay xuống cái dòng suối này để cảm nhận xem cái dòng nước nó lạnh như thế nào. Rất là mát mà nó mát lạnh nữa thưa quý vị. Thank you.
Bảo Ni và chị Văn Tâm đang đứng ở cái phần này là cái hồ nhỏ của North Lake Bishop thưa quý vị. Và chị Tâm đang rất là say sưa chụp những cái cảnh đẹp thiên nhiên ở đây, với lá vàng ươm bắt đầu trổ xuống hai bên hồ và nước hồ thì rất là phẳng lặng. Và chị Tâm thì say sưa chụp hình, không có cần quan tâm đến report gì hết nữa. Chị Tâm quay lại chào khán giả. Hi. Đẹp tuyệt vời, vâng, không đẹp. Thể nào mà đừng chụp được. Đúng rồi. Ơi. Mà sáng giờ mà hết mấy cái này rồi chị Tâm. Trời ơi, hai cái thẻ rồi. Hai cái thẻ rồi, còn Bảo Ni thì bây giờ đang đây. Đấy, thêm cả cục pin nữa để hỗ trợ thêm với cái máy này. Và khi mà quý vị đến cái vùng mà North Lake này đó thì mình đi lên cái lake trên kia là lúc mà mình đi thì trong cái cổng mà nó đi vô đây thì nó có cái khu vườn này thì mình exit ra chỗ này một tí xíu thì mình sẽ nhìn thấy những cái lá vàng nó bắt đầu nó trổ, nó rơi. Mà trong cái lúc này bây giờ là mình đang đi vào tháng 10, vào cuối tháng 10 mà lá bắt đầu trổ vàng ươm. Còn trên cái hồ chính của North Lake á, thì là tháng 9 là lá đã trổ rồi và bây giờ mình đi thì nó rụng. Nhưng mà riêng cái khu vực này á, thì là nó vẫn còn lá rất còn vàng, rất là đẹp và rất là thơ mộng, lãng mạn, đúng chất của mùa thu luôn. Đây này, hai chị em mình là coi như là mỗi người một style phải không? Đúng rồi, em thì chị Tâm là style cho mùa thu romantic. Vâng, nhẹ nhàng, lãng mạn. Còn Bảo Ni thì thích cái kiểu mà thu đông nó hơi tomboy tí xíu. Ôi đẹp quá, bây giờ mình bây giờ bắt đầu mình còn nữa, phải không? Dạ, mình còn nhiều cảnh. Bây giờ mình đưa quý vị đi ra cái con đường lúc mình đi vô đó, cái con đường đó lá cũng rất là đẹp và mình sẽ dừng ở con đường đó và mình gửi đến quý vị một số cái cảnh rất là non nước, gọi là non nước hữu tình nữa, rất là đẹp. Đoàn của chúng tôi hôm nay đi đã gặt hái được rất là nhiều những kỷ niệm đẹp, giống như là những bức hình, những cái thước phim rất là đẹp về những cảnh lãng mạn về mùa thu để mình có thể lưu giữ làm kỷ niệm và cũng như gửi tới quý vị, chia sẻ tới quý vị những cảnh mùa thu tuyệt vời ở Bishop. Tuy vậy nhưng rất là tiếc là bởi vì kế hoạch của chúng tôi cũng chưa thực hiện được đầy đủ trọn vẹn với hai cái địa điểm cuối. Tại vì khi mà lên đây đường xá địa hình nó trắc trở nên là signal thì GPS không có làm việc. Vì vậy mà khi mà đoàn đến nơi thì cũng đã tắt nắng rồi quý vị. Tiếc quá nhưng mà cũng phải đành nói lời chia tay. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình kế tiếp. Bye.